Ít nhất 23 người đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương do lốc xoáy xảy ra mới đây ở bang Mississippi và Alabama của Mỹ. Giới chức địa phương lo ngại con số thương vong có thể tiếp tục tăng. Các đội tìm kiếm và cứu nạn địa phương đã được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng của lốc xoáy để tìm kiếm người mất tích và trợ giúp những người gặp nạn. Trận lốc xoáy đã gây nhiều thiệt hại trong suốt quãng đường hơn 160 km mà nó đi qua. Lốc xoáy phá hủy nhiều nhà cửa và gây mất điện trên diện rộng. Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ làm mọi việc cần thiết để trợ giúp những người bị ảnh hưởng bởi trận lốc xoáy. Tối 25 tháng 3, các địa danh nổi tiếng ở các thành phố lớn trên thế giới như là Paris, Rome, Sydney đã tắt đèn để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất. Sự kiện diễn ra hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường. Đúng 20:30 theo giờ Pháp, ngọn tháp Eiffel tại thủ đô Paris đã tắt đèn để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất. Cùng thời điểm đó, chiếc công tắc điện khổng lồ bên ngoài đấu trường Colosseum đã được bấm. Hành động biểu tượng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. Vấn đề mất cân bằng về môi trường có thể được giải quyết theo hai cách, thông qua các hành động cá nhân và thông qua các lựa chọn tập thể. Có thể thấy là hiện nay vẫn còn thiếu những bước về chính sách để thực sự tạo thuận lợi cho những thay đổi triệt để về lối sống của con người. Tuy nhiên, những cảnh báo và lựa chọn cá nhân vẫn có tác động to lớn trong việc giúp toàn bộ cộng đồng đi đúng hướng. Châu Á cũng bắt đầu sự kiện này khi màn đêm buông xuống. Tại Ấn Độ, những địa danh mang tính biểu tượng, từ dinh tổng thống ở thủ đô New Delhi đến cầu Howrah ở phía đông thành phố Kolkata đã lần lượt tắt đèn. Đèn tại các điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thủ đô Bangkok, Thái Lan cũng đã tắt trong vòng 1 giờ từ 20:30 giờ địa phương. Chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay có sự tham gia của hàng triệu người tại hơn 7.000 thành phố ở 190 quốc gia. Còn tại Việt Nam, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sự kiện Giờ Trái Đất cũng diễn ra vào tối hôm qua với nhiều hoạt động của cộng đồng. Qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia sau 1 giờ tắt đèn từ 20:30 đến 21:30 phút, cả nước đã tiết kiệm được 298.000 kWh, tương đương với số tiền là khoảng 555 triệu đồng. Với chủ đề tiết kiệm điện thành thói quen, không chỉ là 1 giờ mà là 365 ngày, Giờ Trái Đất là sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động tiết kiệm điện trên cả nước trong thời gian tới, nhất là cao điểm hè 2023.